Khó khăn lớn nhất của cả đội hiện nay là sân bãi tập luyện quá nhỏ, thành ra các thành viên trong đội không thể nào đạt thành tích tốt nhất được. Và cái lo lắng thứ hai của mình là kinh phí cho cả chuyến đi của cả đội. Hiện tại câu lạc bộ vẫn chưa nhận được sự hỗ trợ nào khác, và mình cũng mong rằng qua chương trình này sẽ có nhiều mạnh thường quân và đặc biệt là các cơ quan chức năng sẽ quan tâm đến và tạo điều kiện thuận lợi để cho đội có thể tham gia SEA Games 25 lần này. Muốn lớn nhất của tôi và câu bộ LA Kitten là được các cơ quan hữu trách giúp đỡ cho chúng tôi có được những sân chơi để chúng tôi phát triển, và mọi người từ em bé đến người lớn, từ em bé 3 tuổi đến người lớn 60 tuổi có thể chơi những bộ môn này, và các bé sẽ được chơi những môn thể thao, sẽ bỏ được những trò chơi game và những trò chơi không lành mạnh khác. Gotta get that. Gotta get that. Gotta get that. Gotta get that. Get that. Get that. Boom boom boom. Gotta 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 get that. Boom boom boom. That boom boom boom. That boom boom boom. That hit the beat the block, you can get that bass on below. I got that rock and roll, that future flow, that digital spit, next level visual shit. I got that boom boom boom, how to beat bang.